Ngày 11 tháng 7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an thành phố Thuận An và Công an thành phố Dĩ An triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1 kg ma túy các loại. Qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát phát hiện đối tượng Đỗ Thị Huyền, sinh năm 1986, quê tỉnh Bình Thuận, hoạt động mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn để cung cấp cho các quán bar, club, karaoke trên địa bàn thành phố Thuận An và thành phố Dĩ An. Chiều ngày 10 tháng 7, cảnh sát tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà do đối tượng Huyền thuê tại địa chỉ 32/20 đường Vũng Thiện, khu phố Triều Liêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang Huyền đang bán ma túy cho Đinh Đức Liêm, sinh năm 1988, ở thị xã Bến Cát. Khám nghiệm khẩn trương nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ tổng cộng hơn 1 kg ma túy đá, 65 viên nén, thuốc lắc cùng nhiều tang vật có liên quan. Được biết, hai đối tượng Đỗ Thị Huyền và Đinh Đức Liêm đều từng có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.